Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây và xin chào các bạn lại tiếp tục đồng hành với mình học tiếp trong cái bài 1 phần B này. Và chúng ta bài trước ta đã học về trong cái bài trước thì chúng ta đã học về 4 nguyên âm rồi. Chúng ta đã học về nguyên âm y ngắn, y dài và u ngắn, u dài, y ngắn, y dài và u ngắn, u dài. Bây giờ chúng ta còn 9 nguyên âm nữa, 9 nguyên âm nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cùng với nhau qua nguyên âm thứ năm là nguyên âm ơ ngắn. Ơ ngắn, ơ ngắn được ký hiệu bằng cái chữ e nội ngược, chữ e nội ngược. Đấy. Chúng ta có thể viết, khi chúng ta viết bằng tay chúng ta có thể viết một cái hình na ná như là số 6, na ná như là số 6. Thì âm ơ ngắn này chúng ta sẽ đọc làm sao? Âm ơ ngắn này thì môi của chúng ta ấy, miệng của chúng ta mở khẩu hình một cách gần như là tự nhiên. Âm thì chắc chắn là theo nguyên tắc đầu tiên chúng ta vẫn phát từ cổ họng ra rồi. Còn ơ ngắn thì chắc chắn là nó sẽ phải ngắn rồi, đúng không? Thì chúng ta chỉ nhớ cách mở khẩu hình thôi. Thì là khẩu hình tức là cái miệng của chúng ta này, miệng mở tự nhiên. Miệng mở tự nhiên. Đấy. Miệng mở tự nhiên. Vì âm ơ này là âm tròn môi. Âm tròn môi. Âm tròn môi. Chúng ta có là chúng ta có âm u và âm u dài, ngắn u dài là hai âm tròn môi rồi, nhưng âm này là giống như là hôn ai đó, đúng không? Âm này chúng ta sẽ mở tự nhiên thôi. Thế là ơ, ơ, ơ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái từ điển nhá. Các bạn khi học các bạn nhớ dùng sách vở nhá, dùng bút và để ghi chép lại cho nó được ghi nhớ. Chúng ta sẽ học US. Teacher. Đó. Teacher. Anh Mỹ đúng không? Teacher. 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 Ở đây chúng ta sẽ xuất hiện âm y dài mà ta học lần trước, đúng không? Ta sẽ đọc là y teacher, đúng không? Teacher, đúng không? Teacher. Đấy. Teacher. Teacher. Teacher, đúng không? Teacher. Đấy. Âm y ngắn nó rất là hay. Cái âm y dài đọc rất là hay. Nó rất là dịu dàng. Teacher. 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 Từ này nghĩa là giáo viên, đúng không? Ta sẽ lấy từ này mẫu cho âm ơ. Và chúng ta sẽ học tiếp theo, âm tiếp theo là âm ơ dài. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái âm ơ dài này đây viết như là số 3, viết như là số 3 đúng không? Và chúng ta có dấu hai chấm đằng sau để dấu, vì dấu hai chấm là biểu diễn của âm dài, đúng không? Vậy nếu như mà tôi lấy cái số 6 nội ngược này, cái chữ e nội ngược này và tôi thêm dấu hai chấm để làm ký hiệu cho âm ơ dài thì có được không? Thì xin thưa các bạn là vẫn được, nhưng mà thời điểm bây giờ thì người ta đang dùng cái số 3 nội ngược hơn là số 6 nội ngược, hơn là chữ N nội ngược này. Đấy, chúng ta sẽ học cái âm ơ dài này. Âm ơ dài này chúng ta sẽ mở khẩu hình giống như âm ơ ngắn, mở khẩu hình giống như âm ơ ngắn, nhưng mà khẩu hình của chúng ta gần như là nhỏ hơn, miệng mở tự nhiên nhưng mà mở nhỏ hơn. Đấy, miệng nó cần ngân dài, mà chúng ta mở to quá đấy thì cái hơi nó bay ra nhiều, chúng ta sẽ không ngân được dài. Các bạn hiểu như vậy là miệng mở tự nhiên, ngân dài và tròn môi. Đó, tròn môi. Đó, tròn môi. Đó, chúng ta không phải chu vào, chúng ta không phải chu mồm vào, chúng ta chỉ cần ơ ơ. Đấy, ta sẽ cùng nhau tra từ bơ. Bơ, bơ là một con chim. Đấy. Bird. Ta thấy cái từ bớt, bơ bớt này là một con chim các bạn nhé. Bird, 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 bird. Rồi, chúng ta đã có âm ơ ngắn và âm ơ dài. Nó sẽ có là ơ teacher, bơ ơ bơ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lại nhé. Bird, teacher. Bird, teacher. Bird, teacher. Bird, teacher. Bird, teacher. Đấy, như vậy là mình tin rằng các bạn đã phân biệt được giữa ơ và ờ. Ơ, ờ, ơ, ờ, teacher, bơ. Đấy, rất là khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, các bạn nên tự mình tra và tự mình lắng nghe hoặc tua lại video để nghe. Rồi, chúng ta sẽ sang tiếp một
Các bạn thấy nó dễ không? Rất là dễ nhé. Các bạn chỉ cần cố gắng ghi chép lại và lắng nghe, dùng từ điển để lắng nghe. Đấy. Và luyện đọc. Đấy. Luyện đọc theo cái gì mà mình đã cho các bạn. Ơ thì nó chỉ là mở khẩu hình tự nhiên thôi, mở môi tự nhiên. Thì nó rất là dễ, đúng không? Rất là dễ, không có gì khó. Giờ ta sẽ học với nhau là âm O ngắn. Âm O ngắn. Âm O ngắn ấy thì nó cũng giống là há như âm Ơ. Thì cái âm O này ấy, thì cái môi của chúng ta nó tròn hơn môi của âm Ơ. Ọ, 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 ọ. Và những cái môi của mình ấy, nó tròn hơn. Yeah. Tròn môi. Hơn âm Ơ tí. Âm các bạn nhớ là âm Ơ thì nó là tự nhiên đúng không? Nhưng âm này thì môi các bạn hơi tròn vào để cái hơi bạn thoát ra ấy, nó tròn theo môi nó sẽ ra cái âm O nó hay. Ta sẽ học từ on. On. On đúng không? On. 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 Đúng không? On. Chứng quy là từ on này nó có rất nhiều nghĩa và dùng cho rất nhiều trường hợp. Đôi khi nó có nghĩa là trong nữa, ở bên trong. Chứng quy là các bạn cứ học với cái nghĩa tiếp diễn ở phần này thôi. Thì chúng ta chưa quan trọng về nghĩa lắm. Chúng ta đang học về cách phát âm đã. Ta sẽ học tiếp âm tiếp theo. Các bạn thấy những cái này nó rất là dễ thôi, nhưng mà các bạn quan trọng là phải ghi chép lại và bắt chước và nghe và luyện đọc. Ta sẽ có từ này là từ rất là quen. Door. Door đúng không? Door. Bây giờ các bạn sẽ bắt chước theo mình để học hai cái âm này. Ở đây âm O dài, thì âm O dài sẽ đọc làm sao? Âm O dài sẽ là vẫn là một âm tròn môi này, âm tròn môi. O. Môi hơi chu lại đúng không? Hơi chu lại nhưng mà không chu nhiều như là âm U, giống như là hôm nay đó, cũng không mở nhiều như âm Ơ mà nó ở giữa hai âm này, ở giữa hai âm Ơ và âm U. Đấy. Âm O dài đấy. Và đây là ngân dài đúng không? Ngân dài là vẫn từ cổ họng. Cái nguyên tắc từ cổ họng này là không thể bỏ đi được các bạn nhé. Bởi vì từ âm của tiếng Anh, nguyên âm của tiếng Anh luôn luôn phát âm từ cổ họng. Các bạn nhớ như vậy. Bây giờ ta cùng nhau nào. O. O. On. Đo. O. O. On. Đo. Bây giờ ta sẽ cùng nhau nghe nhé. On. Door. On. Door. On. Các bạn thấy cái từ on này nhé, âm o nó ngắt rất nhanh nhưng mà nó là on bởi vì cái chữ n này nó hơi ngân một tí. On. On đấy. Chữ n nó hơi ngân, sau này các bạn học phụ âm n các bạn sẽ hiểu. Door. Đấy. Door. Door. On. Door. Đấy. Các bạn sẽ thấy được cái sự khác nhau giữa o và o, đúng không? O. On. Đấy. Door. Đấy. Các bạn sẽ hình dung được là trong tất cả các nguyên tắc, trong tất cả các nguyên tắc, các bạn sẽ phát hiện ra một nguyên tắc nữa là âm ngắn, là âm ngắn. Âm ngắn thường mạnh, nhanh, chắc, mạnh, nhanh, chắc và dày hơn âm dài, đúng không? Âm dài. Đấy, các bạn sẽ thấy là bốn cái từ này. Các bạn có nhớ là mạnh, nhanh, chắc hơn âm dài. Đấy là cái nguyên tắc thứ hai. Đây là một cái nguyên tắc rất là nhỏ bé thôi. Mình chia sẻ với các bạn. Mình đã nói các bạn từ đầu đúng không? Sẽ có những nguyên tắc vật vụ. Mình sẽ chia sẻ dần dần. Các bạn cùng mình nghe lại hai từ này để phân biệt âm O nhé. Và sau đó thì các bạn biết rồi, các bạn sẽ tự luyện cho mình. Âm O thế nào? O. O. Âm O ngắn thế nào? O. 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 Âm O dài nào? O. 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 Đúng không? On. Đấy. Yeah. On. Door. Door. Đúng không?
on, on, đỏ, đỏ, đúng không? Đỏ, đấy gì? Thế thì các bạn luyện cùng với nhá. Door. On. Door. On. Door. On. Door. On. Door. On. Bây giờ ta sẽ học với nhau một âm nữa là âm e ngắn. Âm e ngắn. Âm e ngắn thì các bạn biết là sẽ không có âm e dài. Đấy. Thì chúng ta có thể gọi âm này là âm e không cũng được, không cần phải gọi là e ngắn, bởi vì nó không có âm dài cho nó, chỉ có âm e ngắn thôi mà không có âm e dài. Thì chúng ta sẽ học với nhau e ngắn này, là cái môi chúng ta đấy không cười ra hai bên, không cười ra hai bên, môi chúng ta cũng không mở khẩu hình ơ, không mở khẩu hình ơ dài, không mở khẩu hình o hay là u, mà cái khẩu hình của e là khẩu hình bè môi thôi, không phải cười, không phải nhành ra hai bên, không phải giống như y mà là nó cũng bè, nó cũng cười, nó cũng bè nhưng mà nó rất là ít. Đấy, các bạn nhìn cái miệng mình. Ẹ, 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 ẹ. Đấy, âm e nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau học một từ. Bed. Bed, 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 ẹ, bed, ẹ, bed. Đấy, ẹ, bed. Bed, 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 bed. Bed, 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 bed. Các bạn dễ, các bạn thấy nó dễ, quá dễ. Nhưng mà chúng ta đi học ấy, ở trường ấy, mà chúng ta không tập trung đến cái này ấy, thì chúng ta không thể biết cách đọc từ. Không biết cách đọc từ đâu. Từ này là giường. E, e, bed, bed, đúng không? Rất là dễ. E, bed, đúng không? E, đấy. Từ e thì nó khá là giống âm Việt Nam, nhưng mà nó bắt buộc vẫn phải từ cổ họng. Các bạn nhớ âm này hơi cười nhẹ, hơi cười rất nhẹ, hơi cười rất nhẹ, hơi cười rất nhẹ, hơi cười rất là nhẹ. E, e, e. Các bạn nhớ là như vậy nhé. Bây giờ ta học tới một âm, bây giờ ta học một âm nữa mới là âm khó này, âm này mới là âm khó này. Ta có âm e và âm e bẹt. Ta có âm e và âm e bẹt. Âm e và âm e bẹt. Âm e bẹt thực chất, đây là thực chất là sự kết hợp, là sự kết hợp, kết hợp của âm a và âm, và âm e, là sự kết hợp của âm a và âm e. Trong tiếng Anh ấy, không có âm a, không có âm a, không có âm a ngắn. Trong tiếng Anh thì phát âm của tiếng Anh không có âm a ngắn. Thì cái âm e bẹt này có thể coi như là âm a ngắn, có thể coi như âm a ngắn. Nhưng mà tại sao, nhưng mà thường Lộc dạy cho các bạn khác, cho các bạn ở lớp học của mình thì nó vẫn dạy là e bẹt, thì nó quen rồi thì vẫn gọi nó là e bẹt. Các bạn có thể gọi âm e bẹt là âm a ngắn, không sao cả. Và chúng ta sẽ đọc cái từ này là theo kiểu hình thức mở miệng, mở khi miệng chúng ta mở là a, là a, a, là a, a, nhưng đóng khẩu hình là e, e, i, i, i. Đó. Thì ta sẽ có a, e nước nhanh vào nhau, rất nhanh vào nhau, i, i. Thì Lộc bật mí các bạn này, thì người anh ấy, người ta đọc cái âm này là a luôn, người anh là UK ấy, đọc là a, a, tức là đọc a mạnh hơn đọc e. Còn người US ấy, người ta sẽ đọc e mạnh hơn đọc a, tức là âm này giống như âm e luôn chứ không phải là âm a. Bây giờ chủ yếu là chúng ta phải luyện làm sao để a và e rất nhanh vào nhau mà nó phải khác cái âm e này. Ta biết là e, e, đây là i, i, a, e, a, e, a, e, i, i, i. Thì nó sẽ ra, bây giờ ta sẽ học một từ, từ này là từ cat, i, cat, I, cat, I, I, cat, nha. Yeah. Học từ cat. Chúng ta từng đọc từ này là cat, là con mèo, đúng không? Là cat, hoặc là đọc là đọc là cat. Tiếng Anh thì đọc là cat. Cat. Tiếng Anh Mỹ sẽ đọc là cat. Cat. Đấy. Tiếng Anh Mỹ sẽ đọc là cat. Đấy. Tùy. Thì các bạn cứ đọc làm sao từ a nó thành nhẹ. I, cat,
cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, cat, đấy. Cat, 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 đúng không? I, cat, I, cat, 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 đấy. À, đấy là cách đọc của là âm à. Âm này là thường là khó nhất bởi vì là rất là dễ lẫn với rất nhiều âm khác, rất là dễ lẫn với nó vừa là a, nó vừa là e. Đôi khi ta đọc nó lại giống a, đôi khi đọc lại giống e. Thì âm này nó khá, âm là khá khó. Thì điều này không đáng sợ đâu. Điều này không đáng sợ đâu các bạn. Các bạn cứ học nhiều, các bạn cứ học nhiều là các bạn sẽ thành công thôi mà. À, cứ nghe người ta đọc nhiều là các bạn sẽ hiểu. Kia các bạn phải biết là đôi khi đọc là a, đôi khi đọc là e, thì đôi khi các bạn sẽ nghe nhiều người nói tiếng Anh nhiều kiểu khác nhau thì các bạn sẽ thể hình dung được ra. Đó, con mèo đây, con mèo. Mình thì nhà mình bây giờ thì có đến gần chục con mèo cơ. Nhiều mèo lắm. Cat. Hoặc là cat. A thì là cat. Còn I. Còn là I. I là cat. I cat. Đấy. Rất là dễ, cũng không có gì quá khó đâu. Can, can, are, hay là I. Lộc khuyên các bạn ấy, cái âm e bẹt này các bạn nên đọc thành a luôn, là coi như âm a ngắn luôn, hoặc là coi thành hoặc là thì nó rất là dễ đọc, nó thành tiếng Anh dễ, rất là dễ đọc. I can. Các bạn thích thì các bạn có thể luyện cả hai, không sao cả. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục một âm nữa. Âm e bẹt này là âm khá khó đấy, các bạn chụp cố gắng luyện nhiều vào âm e bẹt này nhé. Âm e bẹt này, Lộc thích gọi nó e bẹt bởi vì Lộc dạy các bạn học tiếng Anh Mỹ, các bạn hiểu không? Đọc nó thiên về e, Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại hai từ này nhé, từ bẹt và từ khẹt, bẹt và từ khẹt. Bed, cat. Bed, cat. Đấy. Cat. Đấy, cái từ là yêu cây là cat luôn là a luôn, cat luôn. Từ này là i e, nó nửa a nữa e, cat, đúng không? Cat. Đấy, nửa a nữa e, cat. Còn này nó e hẳn này. Bed. Cat. Đấy, cat. Nó nửa a nữa e. Cảm giác thì nó khó thôi, nếu các bạn mới học các bạn sẽ thấy khó, đau hết cái miệng này rồi là nó đọc nó đau cả cổ họng nữa, nhưng mà tập nhiều nó quen, cái gì cũng thế nhé, không có gì cả. Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ cùng nhau sang ba âm nữa, chỉ còn ba âm nữa rồi là các bạn sẽ hoàn thành cái 13 nguyên âm này, là cái bài vỡ lòng về âm cho tiếng Anh, 13 nguyên âm này là một nửa rồi, một nửa của sự vỡ lòng rồi. Bây giờ nó sẽ sang âm á nha. Âm á của tiếng Việt viết như nào? Âm á, đúng không? Á ớ, đúng không? Là có a ớ. Thì chúng ta sẽ sang âm á. Rồi. Đấy, các bạn nhớ nhá. Cái âm thì cái cách viết của cái âm e bẹt này, thì nó chính là cái chữ ơ, chính là ký hiệu của chữ ơ, các bạn nhìn này, chữ ơ, thấy chưa? Nửa trước của nó là chữ ơ, nửa sau của nó là chữ e, chữ ơ và chữ e viết vào với nhau. Khi mà các bạn viết cái này bằng tay đấy, thì các bạn viết một số 6, sau đó viết một số 9 liền vào số 6 thì sẽ ra âm e bẹt này, rất là dễ viết mà nhá. Đó là cách viết. Bây giờ ta sang âm á này. Âm á làm cái lón thôi, hoặc là một tam giác cân mà không có cạnh bên dưới cùng, là một cái dấu, là một cái nón của Việt Nam đấy. Âm á nhá. Sang này, hôm nay chúng ta sẽ học một từ là một phó từ. Up. Thì up, chúng ta sẽ thường quen với từ stand up, đúng không? Stand up, đúng không? Là đứng lên. Up. Từ á của Việt Nam, á Việt Nam thì nghe nó là buồn cười.
thì cái từ nếu bạn đọc tiếng Anh mà đọc á Việt Nam ấy thì nó buồn cười lắm, các bạn phải đọc cố họng nhé. Đấy, thì cách đọc làm sao? Cách đọc là đọc như mà mở khẩu hình, mở mở khẩu hình. Đầu tiên ta sẽ học cách đọc thì ta sẽ mở khẩu hình này, mở khẩu hình, mở khẩu hình. Tự nhiên, tự nhiên, mở khẩu hình tự nhiên như âm ơ nhưng mà phát âm á, như là âm ơ. Mở khẩu hình tự nhiên như âm ơ nhưng mà ta sẽ phát âm là phát âm á. Yeah, phát âm ơ, không phải á Việt Nam mà, không phải á Việt Nam đấy nhá các bạn này. Ơ, ơ, các bạn phải đọc từ ơ, từ cổ họng nhá. Ơ, 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 không phải á nhá. Ơ, 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 á từ cổ họng rất là dễ, âm này thì gọi quá dễ. Nhưng mà cái âm sau của âm này sẽ âm khó hơn. Âm sau của âm này sẽ âm khó hơn. Các bạn sẽ thấy âm này, âm sau của âm này mới là âm khó. Tôi nói ra thì nó không khó lắm. Bởi vì ta chỉ mở hơi khẩu hình nữa. Nhưng mà chúng ta đọc ấy thì nó dễ như vậy. Nhưng mà nó lại không dễ đâu. Bởi vì nó rất dễ lẫn với âm e bẹt. Bởi vì nó rất dễ lẫn với hai âm này. Rất dễ lẫn hai âm này, âm e bẹt và âm a e bẹt, âm e ngắn và âm e bẹt. Âm a thì chúng ta phải phát âm, nếu ta phát âm là a mà phát âm không ngân ấy thì nó sẽ giống như là âm e bẹt của anh, của anh đấy. Mà chúng ta phát âm âm e âm a này mà mở khẩu hình không đúng ấy, thì nó sẽ thành âm e luôn đấy. Thì cái âm a này, âm này sẽ không phức tạp, chúng ta chỉ cần mở rộng. Ta chỉ cần mở khẩu hình rộng, mở khẩu hình, tức là mở môi. Mở môi đi, mở khẩu hình nhiều các bạn cứ không hiểu. Mở môi, hai môi à? Đấy, mở rộng, mở rộng, mở rộng, hai môi mở rộng. Đấy, mở rộng ra, hai môi, mở rộng, phát âm A đó. Phát âm A, kéo dài. Từ cổ họng nhá. Đôi khi không biết, các bạn không biết từ cổ họng, nhiều khi các bạn không đọc từ cổ họng đấy. Cái âm á thế nhá, các bạn phải nhớ là từ cổ họng này. Các bạn mà đọc á Việt Nam là chết đấy. Âm a cũng thế. Âm á và âm a nó cũng rất giống nhau. Âm á và âm e, âm a này, e bẹt này và âm e ngắn cũng rất giống nhau. Thì cái âm a dài đâm ra nó trở nên khó bởi vì nó có ba thằng rất giống nó, ba thằng rất giống nó. Âm á đôi khi nó giống như là âm a ngắn, âm a ngắn. Thì bây giờ ta sẽ cùng nhau so sánh cái sự khác biệt ở đây. Ta sẽ thấy cái từ xa xôi, từ xa cách, từ far, 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 far. Đấy, chúng ta sẽ thấy far, far. Đấy, bạn thấy âm a rất là rõ ràng là a, chắc chắn là a. Đấy, nhưng mà nó phải kéo dài. Far, 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 far. Cat, cat, đúng không? Up, up. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe ba từ này nhé. Up, far, cat. Up, far, cat. Đấy, chúng ta sẽ nghe nào. Up, up, far, cat. A, A, đúng không? Cat. A. Bar. A. Up. A. Đấy. Khác nhau khá là ít thôi, nhưng mà các bạn nghe nhiều vào, nghe thật nhiều thì các bạn sẽ thấy là sự khác nhau nó rõ rệt đấy, rõ rệt nhá. Thì không có gì quá khó đâu, các bạn luyện nghe, đầu tiên cái gì chả khó, đúng không? Cái gì đầu tiên chả khó. Các bạn sự phải đấu năng, các bạn phải cố gắng thôi nhá. À, xa xôi, xa xôi, xa xôi cách trở đúng không? Xa xôi cách trở nhưng lòng em vẫn yêu anh. Đó. Thì chúng ta sẽ có 12 âm rồi và chúng ta còn một âm cuối cùng nữa, một âm cuối cùng. Thì cái âm này là một dạng biến thiên và cái âm này là dạng biến thiên. Và âm này thì
Âm cuối cùng này nằm dạng biến thiên và âm này không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Âm này thì so với các bạn học chuyên nghiệp ấy, thì các bạn sẽ đọc cái âm này nó giống như là âm này, âm y ngắn này. Nó có một âm y ngắn nữa, thì cái âm này là một âm y ngắn nữa. Các bạn sẽ thấy là trong tiếng Anh có hai âm y ngắn, hai âm y ngắn. Thì cái âm y ngắn thứ hai này, âm y ngắn nữa này là âm y ngắn thứ 13, và đây là 13 nguyên âm. Âm cuối cùng này nằm dạng biến thiên và âm này không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Tất cả những gì đọc làm ở đây nó khá là tương đối, nó khá là tương đối, và nó chỉ đúng khoảng tầm đến 80-90% thôi, không thể nào 100% được. Các bạn nên dùng từ điển. Cái này là đọc chia sẻ để các bạn được giới thiệu, được học một cách gọi là có gốc có lền. Thì các bạn hãy chia thì các bạn hãy ngấm cái gốc cái nền này, ghi chép nó vào sách, vào vở, và dùng từ điển để lắng nghe, để đọc. Các bạn phải chép xong, ghi nó xong, các bạn đọc lại nó và lắng nghe nó, các bạn sẽ hiểu được cách đọc của nó, sẽ hiểu được cái âm của nó phát ra như nào, và các bạn bắt chước theo, đầu tiên chắc các bạn sẽ làm được. Đầu tiên chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Ngày xưa là học nó cũng vậy thôi, đừng nghĩ tiếng Anh quá khó, hãy nghĩ nó rất là dễ, các bạn sẽ chinh phục được nó thôi. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những điều còn khó hơn 12 cái nguyên âm này, 12 cái nguyên âm này, đó là trong những bài tiếp theo. Và Lộc xin hẹn gặp lại các bạn vào những bài tiếp theo, và xin chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt.